Người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định nói gì về hành động tàn nhẫn và nhà chồng? Khi được hỏi, người phụ nữ đã nói về nhà chồng và hành động của mình khiến ai nấy đều xót xa. Liên quan đến vụ việc người mẹ dìm chết hai con nhỏ xảy ra tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ án mạng. Theo vị lãnh đạo xã Nghĩa Sơn, sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai quê ở xã Trực Thái, Trực Ninh. Vị này cho biết, gia đình người phụ nữ cho rằng người này bị bệnh trầm cảm từ năm ngoái. Người này từng là giáo viên trường tiểu học dạy môn tin học nhưng trong năm bị trầm cảm nên chồng làm đơn cho vợ nghỉ tạm thời để chữa bệnh. Khi chữa bệnh, người này ở nhà chồng với gia đình nhà chồng. Khi được hỏi có mâu thuẫn gì với nhà chồng hay chồng ngoại tình gì không, thì cô ấy bảo không có gì, chồng cháu tốt, gia đình đều tốt cả. Khi hỏi nguyên nhân tại sao làm như vậy thì người này bảo, cháu chỉ thương con cháu, sau này lớn lên nó dễ bị tệ nạn xã hội, vị lãnh đạo xã thông tin thêm. Được biết, địa phương cũng giao cho công an xã hỏi thăm đến gia đình. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng mùng 8 tháng 3, người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm hai bé gái xuống sông Ninh Cơ. Lúc này, người dân lập tức lao vào cứu hô hoán đưa hai cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng hai cháu đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là bé gái, sinh năm 2018 và 2021. Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.